thêm cho thêm xong rồi đây thì chỉ thích bọc theo kiểu đọc bún đắp lên, nhưng mà nó có xé sẵn rồi chị. À, bởi nó buồn cho nó. Nếu chúc mừng sinh nhật con. Wow. Peru. Mình đi sẽ đi thám hiểm dưới biển á, cái thuyền của mình nó sẽ là cái gì, mình có nhiều loại thuyền khác nhau á. Mỗi lần người chơi ráp con thuyền, mỗi người chơi là một con thuyền á, mà sẽ được quyền nâng cấp thuyền của chị lên thuyền, từ thuyền nhỏ tới thuyền lớn. Muốn khui luôn không? Có sao cũng được, chị nuôi thôi. Có cảm giác khui cho nó đã. Trước giờ chị khui một em gốc nào chưa? No. Đây là đầu tiên hả? Wow. Lần đầu tiên mình chỉ thấy cảm thấy hồi hộp. Nhiều dữ. Một nồi luôn á, một đống. Đúng rồi. Một người á là có một cái tàu thì có 5 bộ phận. Bộ phận thì nó có thể nâng cấp đến 3 lần. Có mà hộp nặng game nhiều vậy mà game dưới 1 triệu là cũng được. 980 mấy á. Nói chung là dưới 80 mấy đó. Bởi vì em bị trừ vô lương mà chị, cho nên là em không biết, không dám coi kỹ. Em sợ sót quá. Yeah. Vừa được bán được hàng mà được khỏi trả lương. Không.
chơi chơi chơi. Nó thích chơi này lắm chị. Hả? Giống cái này hả? À. Bữa sáng gì em chơi meeple của em á. Ờ bên anh sắp về á. Nó gửi cái đó với cái Matsuri Tokaido mà miniature. Ủa cái đó hết hàng luôn. Cái của Stone Mai hả? Hay là của Mikado? Của mà của lúc mới biết được rằng nó hỏi tay như thế nào. Quá trời luôn. Cộng mới nữa nè. Như thế vậy? Hồi đó mình chỉ được mình chơi thôi là mình thấy sướng. Nó ngồi khui mà thấy bà nội luôn. Hồi xưa ra sẽ còn phải bọc ly. Hồi xưa em khui cái Mysterium á. Hoài sồ ngồi bọc ly muốn chết luôn. Hôm bữa nó bọc ly mà. Có nhiều loại ly quá à. Cho nên lười á. Cái này hình không à. Ly 8, ly 6, ly 7, ly 5 rưỡi, ly mèo nổ. Hoài wow. Ly xe quần nó đờ đùa. Đúng loại ly. Cái cuối cùng gì chị? Cái cuối cùng cũng lớn. Cực chịu hơn. Ủa mà trước giờ Khôi chưa bọc sleeve của Santorini hả? Nó mới mua sleeve hôm qua thôi em. Em tưởng nó mua cho Spyroth thôi. À, hôm qua có cái bộ sư đi ra chơi để lại á. Ờ. À. Cái đó kia mấy cái bài cũng chạy lên thấy nó chị chèn. Mua luôn. Wow. Yeah, một nuôi cảm ơn anh. Tiếp tục. Mình tiếp tục. Vui là nó cũng cho mình túi zip để đựng nè. Mở trong ra có túi zip luôn. Có một số thằng ở trong có cho túi zip, một số thằng không cho. Mà thường chỉ thấy cho mà chứ là túi zip của nó hơi dởm không? Chắc là nó không nó để làm sao ta để nó bao nhiêu gì ôi ôi quá nhiều. Chị thích chơi trò này nhưng mà chị chơi với cái bộ đúc gỗ. Đúc gỗ nó có một hình dạng à. Đúng còn rồi. Cái này nó quá trời hình dạng luôn. Em làm sao em xếp chồng cái đúc gỗ lên cao nhất là được. Ừ chị xếp chồng cái kiểu này cũng được. Chồng đứng cái đúc gỗ chồng luôn. Rồi cái này cũng rút gỗ là wow. Còn em cứ xếp vòng đó lên. Chị cái này giống tấm cám ghê luôn. Ngồi lửa tí nữa ngồi lửa chết luôn á. Mà theo màu nha, nó có 5 màu lận á. Quá trời. Đó, hết rồi đó. Yeah. Tới kẹt. Đâu đừng rung bàn, đừng rung bàn. Nó đổ đấy. Ô. Xin lỗi anh Tư. Lỗi phải gì? Mua bộ đó đi, 958. Chứ nói là giảm giá. Dễ thương không chị? Dễ thương. Mình thích cười. Thì cái game giống game nít thiệt luôn. Trời bóp nhau vồn. Cô rất là ghén chơi những game bóp nhau lại sao tại thường cô có người bóp. Cô hay buồn bã và tức giận. Sao em? Cái gì? Do tụi nó không biết chơi. Rồi đó, giờ tắt cam. Dạ. Là xong rồi chị, cảm ơn chị.